Ngọc Sơn bật khóc khi bị công an bắt do ăn chơi thác loạn. Ở Việt Nam, nhắc đến giọng ca nam nổi bật của dòng nhạc trữ tình quê hương, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Ngọc Sơn, nam ca sĩ được mệnh danh là ông hoàng nhạc xuyến của Việt Nam. Khán giả biết đến anh nhờ nhiều ca khúc đình đám như Vầng Trăng Cô Đơn, Lòng Mẹ, Tình Cha. Điều đặc biệt ở Ngọc Sơn là anh rất giỏi ngoại ngữ, dù theo đuổi ca nhạc nhưng nam ca sĩ lại từng đi dạy ngoại ngữ, có thể thông thạo đến 8 thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Nga, Quảng Đông, Quan Thoại. Với độ nổi tiếng của mình, Ngọc Sơn sở hữu mức cắt xê không phải chẳng vừa. Nam ca sĩ có đủ nhà sang, xe xịn, dàn đồ hiệu đắt đỏ. Hiện tại giọng ca Lòng Mẹ đang sống tại biệt thự Thiên Nhiên Kỷ, trị giá khoảng 116 tỷ đồng, chưa bao gồm nội thất. Cuộc sống xa hoa ngập tràn trong đồ đắt tiền của Ngọc Sơn nhiều lần khiến khán giả phải tròn mắt kinh ngạc. Được biết, cát xê hiện tại của Ngọc Sơn là khoảng 13.000 USD, từ 200 đến 300 triệu đồng cho mỗi show diễn. 17 năm hoạt động nghệ thuật mang lại cho ông hoàng nhạc xuyến rất nhiều thứ, cũng khiến anh vướng vào những thị phi đời tư. Mới đây tin đồn Ngọc Sơn bị vì ăn chơi trác táng tham gia tiệc thác loạn mà bị bắt xuất hiện mọi nơi khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Đây cũng là scandal lớn nhất ảnh hưởng đến hình ảnh của Ngọc Sơn. Tâm sự về chuyện này, mãi về sau Ngọc Sơn vẫn thấy trăn trở. Mỗi lần người ta nói về Ngọc Sơn là tôi nói ăn chơi trác táng, bị bắt tại chỗ vì cởi quần áo, tham gia tiệc thác loạn, tôi khẳng định chuyện đó hoàn toàn là những chuyện được người ta thêu dệt, không hề đúng sự thật. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn trần tình lý do mình bị bắt giữ không phải vì ăn chơi thác loạn hay dùng chất cấm. Tôi bị bắt rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi bị bắt lại vì được trả tiền nhiều để hát những ca khúc bị cấm, Ngọc Sơn nói. Ngoài ồn ào trên, Ngọc Sơn còn gây choáng khi là nghệ sĩ Việt duy nhất tính đến hiện tại bỏ 1 triệu USD mua bảo hiểm chi tiết cho đời trai. Chia sẻ cụ thể hơn, anh cho biết mình chỉ trao cái ngàn vàng cho ai xứng đáng nhất mà thôi. Đổi chơi ngông của Ngọc Sơn cũng không dừng lại ở đó. Anh từng bỏ cả 1.000 cây vàng để đúc tượng bản thân đặt trước cửa nhà. Giọng ca gốc Hải Phòng cho rằng đây là công trình độc nhất vô nhị trên thế giới. Tiền đi hát của tôi từ trước đều là mẹ quản lý, nhưng sau khi mẹ lâm bệnh thì gia tài ấy đã đứng tên của tôi. Tôi giờ đang chiến đấu với chính bản thân mình. Tôi sống như một thầy tu, thoát kiếp cần tục, rượu chè, trai gái, bạn bè đều không, thành ra tôi không màng chuyện bên ngoài. Ngoài xã hội ai nói gì tôi mặc kệ, người ta thương hận giận mình điều gì thì họ mới nói. Nay tôi cởi lòng mong mọi người đừng bao giờ nhắc lại những chuyện trong quá khứ, những chuyện ăn chơi truy lạc. Phản ứng của Ngọc Sơn khi bị nói làm màu cho 500 triệu. Tại lễ tưởng niệm 49 ngày ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã có mặt từ rất sớm. Anh nghẹn ngào chia sẻ nỗi mất mát với các con nuôi và cũng cho biết có một mạnh thường quân là Bồ Thủy đã gửi đến 20 con nuôi 500 triệu đồng để có thể trang trải cuộc sống. Thật sự Ngọc Sơn thương Phi Nhung như người em trong gia đình. Hôm nay là ngày tưởng niệm của mẹ, nhưng Ngọc Sơn nén lại cho tới giờ phút này vì thương Phi Nhung lắm. Người có tâm có đức mới nhận được mấy đứa nhỏ ở ngoài mà nuôi. Nuôi mấy đứa trẻ không phải đơn giản đâu, còn giải quyết bao nhiêu chuyện nữa. Chứ không phải tiền bỏ ra là nuôi được, phải có tâm. Hôm qua Ngọc Sơn lùng khắp Sài Gòn để mua 50 thùng sữa để gửi tặng các con. Ngọc Sơn cũng đại diện một mạnh thường quân gửi đến các con 500 triệu đồng, Ngọc Sơn chia sẻ. Tuy nhiên, sư cô Thích Nữ Minh Viên, chủ trì chùa Pháp Lạc và cũng là người đồng hành với ca sĩ Phi Nhung và 23 người con nuôi, vô cùng cảm kích trước tấm lòng của mọi người và không nhận số tiền này. Xung quanh câu chuyện này, cộng đồng mạng đã có hai luồng ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng danh ca Ngọc Sơn đã thiếu tế nhị khi lựa chọn thời điểm tặng tiền cho các con của Phi Nhung. Thậm chí nhiều người còn nói hành động này là làm màu. Bên cạnh đó vẫn có một số đông khán giả vô cùng cảm kích trước hành động của anh ba Ngọc Sơn. Giữa tranh cãi, Ngọc Sơn đã chia sẻ một đoạn tin nhắn của anh đã trò chuyện với quản lý của ca sĩ Phi Nhung về khoản tiền này từ ngày 29 tháng 10. Cụ thể nội dung tin nhắn: anh Đức Thủy, Bầu Thủy, em trai kết nghĩa của anh ba Ngọc Sơn đã chuyển cho anh ba 500 triệu nhờ gửi tặng các con nuôi của chị Phi Nhung là 27,
23 trẻ mồ côi. Vậy thì bao giờ anh ba gửi được và chuyển vào tài khoản hay làm cách nào báo cho anh ba biết, anh ba thực hiện liền. Theo như nội dung tin nhắn, dù quản lý của cô ca sĩ đã từ chối nhận tiền, nhưng tới lễ chung thất ca sĩ Phi Nhung, nam danh ca vẫn công bố tặng số tiền cho các con nuôi của người quá cố vì muốn gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, cũng như muốn thật lòng giúp đỡ 23 người con nuôi. Hy vọng sau lời chia sẻ đầy ngắn gọn của Ngọc Sơn, câu chuyện về số tiền 500 triệu sẽ kết thúc tại đây. Các con nuôi của Phi Nhung sẽ có được cuộc sống đầy đủ như lời quản lý tâm sự. Sư cô Thích Nữ Minh Viên, chủ trì chùa Pháp Lạc, người đồng hành với Phi Nhung nuôi dưỡng 23 người con nuôi của cô ca sĩ, cũng cho biết lý do từ chối nhận số tiền mà danh ca Ngọc Sơn mang đến là vì muốn dồn hết tâm trí cùng các con lo cho buổi lễ chung thất này cho hoàn mãn. Sư cô xin chân thành cảm ơn các anh chị nghệ sĩ đã tới đây viếng và chia buồn nhân ngày lễ chung thất của Phi Nhung. Sư cô có nghe danh ca Ngọc Sơn và xin mang CT có lời gửi tặng tiền cho các con và sư cô. Với sư cô và các con, số tiền này thực sự lớn, cô rất cảm ơn tấm lòng đó. Nhưng trong lúc này cô dồn hết tâm trí cùng các con lo cho buổi lễ chung thất này cho hoàn mãn, sư cô cảm ơn. Nhưng sư cô xin phép không nhận số tiền đó. Sư cô xin khất lại không nhận số tiền đó để lo công việc. Nhất tâm cầu nguyện cho lễ cung thất của Phi Nhung được viên mãn, phía đại diện cho biết.